Thế. Ôi, Hòa Nhi, sao mà cậu đến muộn thế? Nhà tớ còn bao việc, làm sao mà đến sớm được? Chả biết cậu bị làm sao. Mỗi lần tớ rủ đi ăn á, thì nhanh lắm. Hẹn hò đi thi thố gì, rõ ở lâu là. Tại mỗi lần đi thi cái chắc gì được giải đâu mà đi nhanh làm gì. Nhưng mà hôm nay đi thi cái gì đấy hả Tiêu? Thế là cậu không nhớ gì à? Hôm nay là cuộc thi MasterChef, là cuộc thi vua đầu bếp. Mà đầu bếp tìm sao thì phải có đồ ăn, đúng không? Thế mà cậu cứ lại mai lên mề. Nhưng mà anh Trung nhà cậu đâu? Nhưng sao không rủ đi? Tưởng trước anh ấy làm nhà hàng đồ bếp gì cơ mà. Tớ không có biết đâu. Sáng giờ tớ còn chưa thấy mặt ở đâu ấy. Nên mà thôi, chúng ta đi đi. Không lên muộn là không còn đồ gì mà ăn đâu. Ừ, đi. Ôi, chán thế. Đúng ngày đi thi MasterChef thiên đỉnh. Mà mình cũng đi chăn bò à? Thôi, mấy bạn bò ơi, ăn nhanh lên để tớ còn đi. Mặc quần áo đẹp thế này, sẵn đi thi toàn mùi bò. Bồng đến đồng thế, bao giờ đến lượt mình. Ăn nhanh lên các bạn này. Hôm nay các thí sinh đi đâu hết rồi nhỉ? Không thi đâu. Mà không biết các vị tiên nữ có đến đây thi nhỉ? Các vị tiên nữ đến thi trường. Đừng bảo là ba cái người nhà mình đi thi nhé. Đúng là thảm họa ẩm thực vậy. Mong là không đến. Ôi, đến rồi. Vào. Đứng yên đấy. Ngồi xuống. Ô, hai cái đứa này. Đây đây làm gì đây? Không biết đây là cuộc thi MasterChef à? Chứ không phải chỗ chơi nhá. Tất. Lại là anh Trung nhà cậu đấy. Ôi, đúng là anh Trung rồi à? Anh Trung, lần trước anh lừa bọn em làm ban giám khảo khuất thay lần. Bây giờ lại định lừa một lần nữa à? Vớ vẩn, lừa gì mà được. Lần trước ấy nhá, là ban giám khảo nhờ anh ngồi coi vị trí thôi. Anh tiêu hai đứa. Còn bây giờ, nhìn đi chữ gì đấy chưa? Nhìn thấy không? Biết chữ không? Hả? Hà Tiêu, anh Trung chê hai đứa mình không biết chữ rồi. Cậu đọc to rõ ràng anh nghe xem. Được. Cái chữ trên đầu anh ấy là cái chữ vua đầu bếp. Cái gì oai cái gì? Con gì oai luôn rồi. Hai đứa mau quên nhỉ. Mùa trước anh đoạt giải vua đầu bếp của MasterChef đấy. Lên mùa này anh được làm ban giám khảo. Hiểu chưa? Mà cẩn thận là không anh loại luôn đi nha. Hà Tiêu ơi, thôi đến đây rồi tôi nhịn đi, không anh ấy lại đuổi về đấy. Được rồi, thế bây giờ hôm nay anh làm ban giám khảo thì bọn em thi về cái chủ đề gì đây? Thi cái gì á? Lần này thi về hoa quả. Tại vì sao? Đây là mùa hè, cần rất nhiều những món đồ ăn mát, hiểu không? Hoa quả, thế là chế biến đồ giải nhiệt mùa hè đấy. Này, cậu có tự tin làm không? Tớ nói thật với cậu, cái gì không thiếu thì tự tin thì tớ thừa. Thế thì được. Này, anh Trung ơi, bọn em là thừa tự tin để mà làm cái món này. Đúng ạ. Thế giờ ý anh như nào ạ? Hai cái đứa này, được nước lần tới à? Này nhá, hôm nay anh không phải là trung chuối của hai đứa, mà anh là ban giám khảo đấy. Anh đã nói chủ đề cho rồi, về nhà mau chuẩn bị đi. Nhưng có đợt giải, được không? Các tiên nữ mà đến này, thì có mà tuyệt hết cả lũ đấy. Nhanh lên, rút. Thế bây giờ là bọn em xuống hạ giới để chuẩn bị xong mang lên đây à? Chứ còn gì nữa, đồ đạc thiên đình đắt như thế mà hai đứa mà làm hỏng thì có mặt tiền đâu mà để. Thế thì bọn em đi đây. Đi đi. Mà này, cơm bông. Vào thì vào đây đi. Định thập thò, định bốc cái gì của em đúng không? Vâng vâng, vào đây. Thì anh phải đợi các thí sinh ra hết anh mới vào chứ. Chứ vào đông như thế, ban giám khảo tiếp đón kiểu gì. Mà nãy giờ anh tập phòng đấy chắc anh nghe hết rồi đúng không? Đấy, nghe hết rồi thì anh về làm đi. Chứ không có tí nữa mà các tí nữ mà đến này thì bọn anh cũng mà thua cuộc. Nhanh lên, giải thưởng cho mày to lắm. Cảm ơn Trung chuối. Thế thì anh lại phải về luôn cho nó nóng. Đi nhá. Rồi ôi, không biết ba người nhà mình chế cái món gì ngon cho mình ăn không. Không lại Pet Marine tài trợ cho chương trình này thì khổ. Cậu thấy chưa? Nhìn thấy miếng thanh long đỏ của tớ chưa? Hôm nay tớ sẽ làm một cái món là kem thanh long đỏ. Tớ cũng làm màu đỏ nhưng mà dưa hấu đỏ. Được. Nè, chúng mình cùng làm nhá. Cùng làm đi. Hạt Tiêu ơi, cậu làm thanh long bỏ hạt thì biết bao giờ mới xong? Cậu không biết đâu. Lúc ở nhà nhá, tớ có cho anh ăn cả vỏ thì anh vẫn ăn. Nhưng hôm nay anh làm ban giám khảo thì tớ phải bỏ hạt. Không thôi là anh ấy chê chết. Thế á? Thế có khả năng dưa hấu của tớ cũng phải bỏ hạt. Nhưng mà tớ suy nghĩ kỹ rồi,
nhiều hạt như thế này, tớ quyết định không bỏ nữa. Tớ thì tớ nhắc nhở thế thôi. Cậu không bỏ tí nữa mà được điểm thấp á, cậu đừng có mà kêu. Đây này, cho biết công thức làm kem của tớ này. Tớ lấy hết hạt ra rồi, xong rồi nhá. Tớ lấy sức lực của tớ, tớ đóng băng cái này lại. Ê, thành kem rồi. Nhìn lại. Cậu cứ mò mè làm gì? Nhìn tớ này, tớ sẽ bê nguyên cả đĩa này, bỏ vào tủ lạnh, xong đợi một lát nữa, nó thành kem rồi. Không cần gì phải như cậu, tốn sinh khí ra. Kệ tớ, tớ làm cầu kỳ, tí nữa tớ được giải cao cơ nhá. Mà thôi, đợi tớ làm xong rồi tớ với cậu cũng ứng cử. Tội gì phải làm cho nó mất công. Đi mua cả, vừa ngon, khéo lại còn được giải. Tí đổ ra bát, vẹo, chung chuối, bếp đóng mát. Người nhanh lên, ôi. Ủa, mấy đứa làm cái gì mà ngon thế? Bọn em á, bọn em làm kem thanh long đỏ. Bọn em là kem gấu. Thế cái món của anh là món gì đấy? Úi giời ơi, hai cái món đấy của hai đứa bình thường thôi. Món này của anh này đẳng cấp lắm. Em chưa nào. Ôi, anh Công anh làm món sữa chua thật gì ấy, nhìn ngon lắm. Như này á mình khó thắng được cơ. Ok, mình làm rồi. Cứ lên đi, sợ gì? Tự tin lên. Được. Hãy tự tin lên. Anh Công, bọn mình đi thôi. Được, nếu không sợ thua thì đi cùng anh. Nào, đi. Vâng. Ồ, muộn thế này rồi các thí sinh đâu thế nhở? Nhanh lên, đói mốc mồm rồi. Anh Trung ơi, bọn em đã mang đồ dự thi đấy rồi. Anh em cái gì mà anh em? Phải gọi là ban giám khảo. Ở đây không có anh em gì hết. Nha. Dạ vâng, ban giám khảo. Thế nhiên, anh nhường hai đứa lên thi trước, anh thi sau. Được, thế tớ thi trước nhá. Anh Trung ơi, em thi trước. Ban giám khảo. Đây ạ. Em xin giới thiệu với anh. Đây là cái món này anh này. Ban giám khảo. Đây là món kem thanh long đỏ. Ban giám khảo ăn đi. Xuống dưới kia. Nha. Ô bà này. Hạt đâu? Hạt á. Em bỏ hạt cho anh ăn cho dễ. Hạt tiêu rồi. Nghe cái quả này là biết em bị loại rồi. Anh. Thôi được rồi, châm trước, dù sao cũng mất công bỏ hạt. Này, thanh long hay đá đơn? Ê Giang Hồ. Em dùng băng tâm thuật. Thì có cắn bằng mát. Nhi lên đi, anh tin tưởng em. Vâng, tôi để em lên. Của em. Đừng nghĩ đã, em dùng cái gì. Này, là một người đầu bếp ấy, làm phải có tâm, hiểu chưa? Chứ không phải dùng phép thuật chiêu được cái thành đá này đâu. Người ta phải để cho tủ lạnh đợi 3-4 tiếng nó đông nó mới tự nhiên, hiểu chưa? Làm đây. Về cái thuyết trình. Về kia, nhanh. Tớ trả cho cậu này. Cái món gì đây? Giữa ban giám khảo, em xin thuyết trình về món ăn của em. Đó là kem dưa hấu đỏ được bỏ vào tủ lạnh trong vòng 3-4 tiếng cho nó tự nhiên. Được đấy. Nghe thì cũng có tâm mà, nhưng mà phải ăn thử đã. Không bỏ hạt à? Hạt này trong đá cứng lắm. Nặng ngay răng chép bồ. Đấy, thấy chưa? Tớ bảo cậu bỏ hạt, cậu không bỏ. Tại sao thanh long lại để hạt mà dưa hấu lại phải bỏ hạt? Ban giám khảo ơi, em xin có ý kiến nhá. Ban giám khảo hơi bị thiên vị em gái ấy. Thôi được rồi, không biết thì hỏi, như vậy là tốt. Đây là, để ban giám khảo trả lời cho biết nhá. Cái hạt thanh long ấy, nó bé bằng cái mắt mũi, nhét cái răng thôi. Ăn không sao cả, hiểu không? Mà móc cái hạt đấy rất là lâu, tốn thời gian. Không ai dạy mà làm như thế cả. Còn như này, cái hạt dưa hấu ấy, nó to như cái móng tay ấy, ăn mà chẳng nghĩ ăn, chả hóc. Mà nhá, nếu mà có tâm nữa ấy, thì phải lấy hạt ra, rang lên, cho ban giám khảo ngồi nhâm nhi chứ đã buồn mồm chứ. Ngọt. Đúng rồi đấy. Tớ thấy anh Trung nhà tớ nói đúng chứ không phải nói thiên vị đâu. Anh Công, anh lên đi. Anh lên đi. Được rồi, để anh lên. Được rồi, lần sau như vậy nó rút kinh nghiệm. Đây, bạch là
Đây là món sữa chua thạch hoa quả của anh. Ok anh, ăn thử kẹo mà. Thôi, anh về đi. Đang ngoan à? Thế này măng ăn thạch thế này mà không có thìa à? Quên, mình có thìa. Này chả đi như này. Chắc không ngon của mình đâu. Như thế à, đi bạn bánh gạo thử đi xem có ngon không nhỉ. Rồi ngon ngon thế nhở? Phải như thế chứ, thấy đồ anh làm ngon không? Mà bánh bánh Khảo ấy ăn kia thì xem nó ngon đến mức nào. Thôi, bố mình xác định là thua cuộc rồi. Wow, sữa chua chua rất là vừa, vị ngọt vừa tầm. Mà thạch lại giòn giòn nữa cơ. Hoa quả thơm ngon cái nữa. Mà ăn này mình quen thế nhở? Các bạn, anh học công thức này từ đâu ấy? Có phải là học từ công thức trà cô thi đúng không? Không, học làm sao được? Là ai người ta dạy cho? Là anh phải cất công đi mua đấy. Thì ra là anh mua ở quán trà cô thi nhá. Đáng bị loại. À, thì ra là thế. Cách nào em thấy quen quen, em ăn ở trà cô thi mãi rồi. Mà là anh công ạ, anh mà như thế này loại. Đạo đức nghề nghiệp của anh như thế ạ. Dạ ăn lận. Thì anh cứ tưởng chè ngon là. Thôi, không ngon nghè gì cả. Anh phạm luật rồi thì bị loại thì đi về đi cho đỡ xấu hổ. Anh chúc hai đứa ở lại thi tốt nhé. Vâng. Đừng gian lận như anh. Vâng. Bọn em trong sạch. Được rồi, còn đúng hai thí sinh thôi được đặt khách vào vòng chung kết. Này, vào ngay phòng bếp của Thiên Đình mà đấu đi. Nhanh ra đây. Còn tí nữa các tướng nữ mà đến, các tướng nữ mà thi ấy, hai đứa không được ra đâu. Nhanh, anh tìm trước cho nhé. Anh ơi, thế là được vào rất Thiên Đình thật à? Thế thì nhanh lên. Đi đường nào? Quay đi. Ờ, đi đường này à? Thôi nhanh nhanh nha. Này, uống chè có thi khác, ngon thật. Ôi giời ơi, nguy nga thật đấy. Lần đầu tiên tớ được vào đây ấy. Tớ cũng thế. Ôi, không phải ai cũng vào là được đâu. Thôi, mau đi chuẩn bị đồ còn thi nữa. Đúng rồi. Đi. Chán nghe nhỉ. Nếu mình không tự nhận ta biết nhìn ra Tiêu có được giải gì không. Nếu được giải nhất, tốt về nhà đợi. Đợi được rồi qua lấy. Ô, hai đứa này đâu thế nhở? Sắp bây giờ rồi. Này, anh đứng nhanh lên, sắp bây giờ rồi. Nhanh. Bọn em xong rồi đây. Hà Tiêu, để tớ lên trước. Được. Em mời giám khảo. Đây là món tàu phớ được làm từ đậu. Ăn rất mát trong mùa hè này. Ok, về chỗ. Nhanh. Bắt giám khảo ăn đi xong rồi cho em cái nhận xét ạ. Cái món này mát đấy, vừa mát lại còn rẻ tiền nữa. Anh châm trước cho 9 điểm, à không, nhưng mà được cái này em trân trọng. 10 luôn. Ai thái độ gì? Ta được 10 điểm kìa. 10 điểm luôn kìa. Thả Tiêu, lên đây. Thôi để tối lên, để tối lên. Chửi lên. Này anh cái trần này. Món của em đây anh ạ. Đây, ăn thử món tà phớ xem nó có mát không. Đâu, em ăn thử. Mát không? Mát anh ạ. Về chỗ. Cái món của em ấy là món thạch dừa anh ạ. Nguyên liệu chính của nó là từ dừa. Những quả dừa mọng nước do mẹ thiên nhiên ban tặng. Ồ, nghe cũng hay đấy. Để anh thử. Ngon. Sản phẩm này không chất bảo quản, lại có đến từ thiên nhiên nữa. Được rồi, anh cho 10 điểm. Tao mới cùng được 10 rồi kìa. Thôi rồi, bây giờ anh sẽ tuyên bố từ bây giờ trở đi hai đứa sẽ thành trợ thủ của vua đầu bếp chung chuối. Sao? Bọn em thắng chung kết mà lại được làm trợ lý á. Bọn em phải được làm vua đầu bếp chứ. Sao mà hỏi thế nào? Nhưng sao? Sao bọn em lại làm trợ lý? Này, mấy cái chỉnh của hai đứa chỉ làm trợ lý cho anh thôi. Không, bọn em được giải nhất rồi còn gì.
không phải giải nhất đấy, có người khác chiếm rồi. Hai đứa chỉ làm trợ lý cho anh thôi. Rốt thế nhỉ, làm trợ lý cho anh nhé, không phải động tay động chân gì cả. Thế anh cứ làm ra đồ ăn, thế hai đứa cứ về ăn, có sướng không? Ờ nhờ, thế cũng được. Thế cũng được. Nào, bấm đốc cho ta ăn. Này, mấy giờ mày còn ngồi đấy, đi về nhà nấu cơm. Ai nói với anh em đang chơi, em đang tu luyện sức mạnh với Hồng Hà Nhi đấy. Mày thích chết không? Tao gọi em tao, chứ liên quan gì tới mày? Mày gọi như thế, lỡ tao bị tập hỏa nhập ma thì làm sao? Tôi đấm cho bây giờ. Anh Thiêu, đừng lại. Từ mai tao cấm mày chơi với con náo tuyết này. Đi về, nhà anh. Mày bảo ai đã tuyết? Thôi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Mà Hồng Hà Nhi ơi, ngày mai tu luyện tiếp nhá. Bây giờ tao phải đi về đây, không mẹ mắng chết. Tao cũng đi về, không búng một tí. Anh em mình đi về. Tao mà khỏe mày, chết với tao. Ôi, đi về. Anh có dự kiến gì chưa? Có, đi ngủ. Chưa đi ngủ? Anh phải đi đến nhà cô, nhà bác, nhà dì, nhà anh, nhà em để anh lì xì chứ. Tao có tiền đâu mà lì xì. Anh không có tiền, nhưng mà anh phải lì xì người ta. Tết này anh phải lì xì cho em ít nhất là 500.000. Thôi đi, tao đi làm đâu mà có tiền. Không đi làm cũng phải xin mẹ để đưa cho em 500.000. Ôi mày dở à. Không để có 1 triệu. Thôi, mày làm bà nội tao đi. Sao làm bà nội? Lý gì cho mày. Là trời đẹp thế nhỉ. Đi dạo cái đã. Mày thích ngán cho tao hả? Hôm nay tao tha cho mày đấy. Đang đi công việc. Con bé nào thế kia nhỉ? Đậu đậu à? Bình thường nó xấu lắm này. Nó xinh thế nhỉ? Hai gần. Hai ốt mà. Hai vương. À, hai ngư mà vương. Ngươi đi đâu ấy? Ta à? Ta đang đi... À, đi đâu kệ ta. Hôm nay ăn gì xinh đấy? Xinh cái gì mà... Xinh thật à? Tạo này thế. Tình người đó giả. I love you. Ai hốt mà. Này, thế thì là tình người Duyên Châu à? Không được đâu nhá. Không được đâu. Tại sao lại không được? Đã bảo không là không rồi. Đúng. Thứ nhất này, con này nó còn đi tuổi. Đúng. Thứ hai này, tao chưa nghe cái câu chuyện mà bỏ yêu người bao giờ cả. Đúng. Mà thứ ba nữa ấy, điều cấm kỵ này, mày có vợ rồi. Đúng. Tha cho em gái tao đi. Ơ nhưng mà đậu đậu có phải em gái mày đâu, Na Cha mày em gái mày chứ. Mà giống loài của tao ấy, tam thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Này, thế thì tao lại nói cho mày hai cái thứ nữa. Thứ nhất, con đậu đậu này là em gái của thằng bạn thân tao, nên tao cũng kiện quần nó. Mà thứ hai này, thế mày không xin là bò, tao cho mày luôn. Em không muốn làm bò đâu. Thấy chưa, nó không xin là bò nhá. Còn chuyện mày tam thê tứ thiếp ấy, mày thích bao nhiêu kệ mày, tao không quan tâm. Bây giờ, tươn. Tươn à, thì tao về. À, không được, bao nhiêu công tao đến đây nhất định phải cướp được về làm vợ. Mày làm gì, mày định cướp đâu à? Mày tiêu xử lý nó. Thế thì tao đi về. Về làm sao tao quay lại cướp mày. Mày ra mày. Thôi, về.
Nấu đậu hôm nay có bò thích. Mày cười cái gì? Mày ấy, kéo chuột lại thích, chúng mày làm full combo luôn. Ok. Cái anh trong này. Hoàng Hoàng Nhi. Hoàng Hoàng Nhi, con của ta. Phụ Hương à, con làm gì đấy? Con gái của ta. Phụ Hương à, con có chuyện gì? Đi bắt đầu đậu về cho ta. Sao lại đi bắt đầu đậu? Phụ Vương toàn đi gây chuyện rồi, con không giúp đâu, kệ Phụ Vương. À không, ta nhầm. Ta định rủ con bảo đậu đậu đi mua kẹo. Mua kẹo á? Sao lại rủ đậu đậu? Rủ nó chả không được à? Rủ nó chả? Nó ăn hết kẹo con đấy. Rủ đậu đậu ý, mồm nó bé nó ăn ít hơn. Rủ nó cũng có lý đấy. Nhưng mà con không có tiền đâu. Tiền á? À? Đây, ta cho, đưa ta đi. Đấy, đấy, đi đi. Vâng, đi đi đây. Sao ngồi đây làm gì? À, con này, nấu cơm đi. Ừ, thì sớm, mẹ đã về đâu. Ừ, mà mày, về nhà đi, làm gì? Em không về đâu, em về á, sợ gặp Ngư Mâm Vương lắm. Thế mày không về, mày ở nhà tao mãi à? Em đợi ăn cơm xong rồi em về. Thế mày còn hạt tiêu vào nấu cơm đi. Đi, đứng dậy. Đầu đầu ơi, đầu đầu. Tiếng này như tiếng con bé Hồng ấy nhỉ kìa. Con này, con lại đến đây nhỉ? Con xem, con xem. Đầu đầu ơi! Đầu đầu! Hello! Nụ kì bù! Đến đây con hình này! Con chuyện gì thế không hả Nhi? Ta sang đi chơi. Ta chơi mày? Được! Ta sang đây chơi đâu đậu, chơi với người đâu. Đây là nhà ta, mày hiểu chưa? Chơi với em á, xong đi lạ thế nhở? Hỏi nó, hỏi tao. Đúng rồi, bố Ngư Ma Vương cho ta tiền, sang đây chúng đi chơi đấy. Lại là lão Ngư Ma Vương, anh Trung ơi, cứu em. Anh cứu sao được mày? Bình tĩnh. Hà Di ơi, cứu tớ. Ta rủ ngươi đi chơi mà, không phải ăn thịt ngươi đâu mà ngươi sợ. Thế thì ngươi không biết rồi, bố ngươi ấy, tức là Ngư Mâm Vương ấy, đang định bắt Đậu Đậu về làm vợ, tức là mẹ người đấy. Thế thì càng tốt chứ làm sao, ta là con người chơi cùng. Thế thì ngươi không biết rồi, Đậu Đậu mà về nhà ngươi nhá, là sẽ chửi hai mẹ con ngươi ra đường. Xong rồi ăn hết kẹo của ngươi, ăn hết. Không được. Đúng rồi ấy, ngươi phải về ngăn chặn bố ngươi đi, không là bố ngươi tống cổ hai mẹ con ra ngoài đường, xong rồi sẽ ghét bỏ ngươi. Bố Ngư Mâm Vương đã làm thế. No. Ngư Mâm Vương. Bố Ngư. Tao chửi cái tội muốn lấy vợ hai đi.